Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ qua bài kiểm thử ứng dụng web. Nội dung của bài này sẽ bao gồm 4 phần. Thứ nhất thì tôi sẽ giới thiệu tổng quan cho các bạn biết về kiểm thử ứng dụng nói chung, kiểm thử phần mềm nói chung. Sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn là kiểm thử ứng dụng web thì nó có những cái phần kiểm thử nào. Phần kế tiếp là công cụ hỗ trợ. Thì thực tế thì tôi sẽ giới thiệu song song phần kiểm thử web và công cụ hỗ trợ chung với nhau. Và cuối cùng thì giới thiệu cho các bạn một số cái tài liệu tham khảo, và nếu như các bạn thích về cái lĩnh vực này thì có thể tìm hiểu thêm. Thì đầu tiên là tổng quan về kiểm thử phần mềm. Thì kiểm thử phần mềm nó là một cái quy trình kiểm tra một cái ứng dụng hay một cái phần mềm, mục tiêu là để tìm ra lỗi. Thế thì thông thường khi kiểm tra người ta có thể chạy hoặc là không chạy cái ứng dụng. Thế thì tuy nhiên cái mục tiêu mà để kiểm tra này á thì làm cho giúp chúng ta mong muốn là cái phần mềm chúng ta khi mà xây dựng xong đưa ra ngoài thị trường cho người sử dụng thì nó phải đúng đắn và chính xác, nó có một cái độ tin cậy nhất định là không gây ra những cái lỗi quá nghiêm trọng. Và thật tình cái mục tiêu quan trọng nhất trong cái việc kiểm thử phần mềm đó là phát hiện lỗi nếu có. Thế thì có một cái câu nói của Dijkstra rất là nổi tiếng về cái lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Ông ta nói như thế này: kiểm thử phần mềm có thể chỉ ra sự có mặt của lỗi nhưng không chứng minh được sự không tồn tại của lỗi. Thì có nghĩa là gì? Cái việc kiểm thử là chúng ta chạy thử, kiểm thử là chạy thử, kiểm tra thử xem chương trình có lỗi hay không. Nếu như chúng ta tìm thấy cái lỗi trong chương trình thì chúng ta nói là mình có thể chỉ ra được sự có mặt của lỗi. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tìm ra lỗi nào trong chương trình thì chúng ta không thể kết luận được là chương trình không có lỗi, bởi vì chúng ta không tìm thấy chứ không phải là chương trình không có. Thì ở đây tôi muốn các bạn phân biệt hai cái khái niệm là kiểm thử và debug. Nếu ai đã từng là lập trình viên thì chắc chắn cái từ debug rất là quen thuộc. Thì debug khác với test ở chỗ nào? Thì chúng ta nhìn vào trong cái mô hình ở trên slide thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta debug thì là chúng ta đã nhìn thấy cái lỗi rồi, chúng ta đã thấy chương trình có lỗi và chúng ta bắt đầu đi tìm cái lỗi ở đó nằm chính xác ở vị trí nào bằng cách chạy từng dòng lệnh hay từng đoạn lệnh, thì nó gọi là cái debug. Khác với debug, testing ở thời điểm chúng ta kiểm thử, chúng ta test, chúng ta chưa biết chương trình có lỗi hay không, và mà chúng ta phải thực hiện cái thao tác để tìm kiếm nó, và nếu như tìm thấy lỗi thì chuyển qua cho developer debug và sửa. Thì ở ngoài thực tế hay ở các công ty thì khi nếu ta đi vệ sinh việc làm á thì có một số cái vai trò người ta gọi là QC, QA, hay các bạn thường hay nghe gọi là bây giờ tôi muốn đi làm tester. Thì tester nó là QC hay QA thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt hai cái khái niệm này. Thì QC nó viết tắt của chữ là Quality Control, hay được định nghĩa là những hoạt động, những kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Và các hoạt động của nó là kiểm thử nhằm phát hiện và sửa lỗi. Trong khi đó QA là viết tắt của chữ Quality Assurance, tức là những kế hoạch, hoạt động mang tính hệ thống nhằm đảm bảo quá trình sản xuất sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng. QC thì nó sẽ liên quan tới việc quản lý quy trình. Thế thì tester ở đây là chính là QC chứ không phải là QA. Thì một cái ví dụ cụ thể cho các bạn có thể phân biệt QC và QA. Thế nhiệm vụ việc làm của QC là gì? QC sẽ kiểm duyệt, kiểm thử, thanh tra, kiểm tra lại, kiểm tra xem cái chương trình, cái mục tiêu của nó là đi tìm lỗi và sửa lỗi. Trong khi đó QA thì là đảm bảo cái chất lượng, đảm bảo cái quy trình, định nghĩa cái tiến trình, lựa chọn những công cụ để phục vụ cho việc kiểm thử. Thì có một cái hình vui như thế này. Các bạn sẽ thấy trong đây là một cái dây chuyền sản xuất. Có các một số người thì cầm những cái kính lúp để kiểm tra tìm cái lỗi có trong cái quy trình những cái sản phẩm này. Có những cái thành viên thì cầm những cái tờ giấy ghi chữ Q và check vào đó. Thế thì ở đây những người sử dụng cái kính lúp tìm kiếm gọi là QC. Ở đây mục tiêu của chúng ta là đi tìm cái lỗi.
Nếu mà QA tức là người ta monitor cái quy trình của QC, những việc làm của QC để làm sao định nghĩa những cái tiến trình tốt hơn, lựa chọn cho QC có những cái công cụ tốt hơn hay là đưa ra những cái chương trình huấn luyện để giúp cho QC tốt hơn trong cái việc tìm kiếm lỗi của phần mềm. Thì QA nó gắn với lại cái quy trình process, và QC thì nó gắn với lại cái products. Hai khái niệm các bạn cũng có thể nghe, thường nghe thấy gọi là alpha test hay beta test. Thì khác biệt ở hai cái khái niệm này là gì? Ở giai đoạn alpha test thì cái phần mềm để test được triển khai bên phía developer, tức là developer có thể xây dựng cái hệ thống, triển khai cái hệ thống phần mềm này lên, và người test sẽ là customer, tức là người dùng thực tế. Yes. Trong khi đó beta test thì cái phần mềm mới được triển khai ở bên phía customer, hay là trên môi trường thực tế, và người test cũng là customer feedback lại cho developer. Thì sự khác biệt của alpha test và beta test ở đây á, nó nằm ở chỗ cái phần mềm của mình nó được triển khai ở đâu. Thay vì bản chất là nó cũng do customer kiểm tra, tuy nhiên phần mềm nó được triển khai ở hai môi trường khác nhau, một môi trường là của developer và một môi trường của customer, một môi trường thực tế. Thì sự khác biệt này có thể thấy rõ là khi chúng ta triển khai trên môi trường thực tế thì cái customer side của chúng ta nó có môi trường tương đối là phức tạp. Hay có người có thể sử dụng cái máy tính này, có gì sử dụng mạng LAN, mạng Wi-Fi, mạng ADSL, v.v. Trong khi đó khi chúng ta triển khai môi trường trên developer side thì cái phần mềm, cái phần cứng của chúng ta bị hạn chế. Đó là sự phân biệt của hai khái niệm là alpha và beta test. Thì giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung chính của cái bài hôm nay là kiểm thử ứng dụng web. Giả sử như tôi đã có một cái xây dựng một cái ứng dụng web rồi, hay là trong cái quá trình các bạn học các bạn đã xây dựng được một cái ứng dụng web tương đối là hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta trước khi chúng ta triển khai lên trên môi trường internet cho người dùng sử dụng thực tế thì chúng ta cần phải kiểm thử cái gì trên cái ứng dụng web của mình ha. Thế thì ở đây tôi liệt kê một số cái loại test, loại kiểm thử mà chúng ta nên test cho một cái ứng dụng web. Hay thì đầu tiên, một cái ứng dụng web á, test về mặt giao diện, test chức năng, test hiệu năng, test bảo mật, test cái độ tương thích, hay là test lại regression test, test hồi quy. Thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng cái loại test một để cho bạn phân biệt là mỗi cái loại test này thì nó là gì, và khi chúng ta test nó chúng ta quan tâm tới vấn đề gì trong đó. Cái gì đầu tiên là cái phần user interface testing. Đây là cái phần kiểm thử giao diện. Khi lập trình web các bạn sẽ thấy là chúng ta phải thiết kế một cái giao diện, sử dụng HTML, dùng CSS để layout, sau đó view lên trên phía trình duyệt. Thì lúc mà chúng ta lập trình, chúng ta thiết kế như vậy á, thì chúng ta luôn luôn phải có cái thao tác là chuyển đổi từ cái công cụ thiết kế qua cái trình duyệt, xem có cái trang web của chúng ta có hiển thị lên đúng hay không. Về cái mặt giao diện thì đó chính là cái user interface ha. Thế thì khi kiểm tra user interface thì chúng ta quan tâm đến vấn đề gì? Cái phần thứ nhất chúng ta cần quan tâm đó là cái phần nội dung, cái phần hiển thị, cái thông tin hiển thị chính trên cái trang web của mình ha. Có thể chúng ta có thể kiểm tra là cái lỗi chính tả, cái phông chữ có đúng hay không, các giá trị mặc định default của nó được tới nhà, và cái thông tin hiển thị. Ví dụ như là một trang web thiết kế thì khi hiển thị lên chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái phần layout của nó có hiển thị lên đúng hay không, màu sắc, cái chi tiết, các hiệu ứng của nó, cái bố cục layout, phông chữ, màu sắc vân vân, các vị trí. Đó là cái phần user interface testing. Thì trong cái phần user interface testing thì sẽ có một cái phần nhỏ liên quan trực tiếp tới một cái đặc trưng của ứng dụng web, đó là cái link. Chúng ta biết được là trong một cái website á thì không thể thiếu, bất cứ một cái trang web nào cũng không thể thiếu một cái link. Thì chúng ta đòi hỏi cần phải kiểm tra những cái link này trong cái hệ thống website. Thì cái việc link checker á, nó sẽ giúp chúng ta kiểm tra cái kiến trúc, cái cấu trúc của website của mình, tìm xem có những cái link nào bị hỏng hay không, hay là có những cái trang nào bị mất.
Thì ở đây chúng ta phân biệt ra có 3 loại link. Link gọi là link liên kết trong nội bộ website. Thì thông thường các bạn sẽ thấy nó nằm trên cái menu, những cái menu liên kết của cái website đó, ví dụ như từ trang chủ đi tới những cái trang con. Cái loại cái link kế tiếp đây là link liên kết những website khác. Ví dụ như là giới thiệu những cái reference, giới thiệu những cái favorite link chẳng hạn. Và một cái loại link thứ ba là liên kết tới một vị trí cụ thể trong một trang web hay anchor. Tức là trong trang web đôi khi nó có cái nội dung tương đối là dài, hay và ở phía trên người ta có thể cho phép chúng ta là bấm nhảy tới một cái vị trí cụ thể trong trang web cách nhanh chóng, hay là những cái link mà trở về đầu trang chẳng hạn, thì nó lại gọi là liên kết tới một vị trí cụ thể. Thế thì mục tiêu khi mà kiểm tra cái link á, thì chúng ta sẽ đi tìm những cái link gọi là broken link, hay là kiểm tra xem là những cái link đó khi người dùng click vào thì nó có nhảy tới được cái vị trí hay những cái trang mà mình mong muốn hay không. Thì bởi vì trong một cái website thì nó có rất là nhiều link thì cái việc kiểm tra này đôi khi người ta không thể làm thủ công được, mà người ta cần phải cần những cái công cụ hỗ trợ. Thì có rất nhiều cái công cụ hỗ trợ. Hai cái công cụ thứ nhất tôi giới thiệu cho các bạn đó là Link Checker của cái W3C. Đây là một cái công cụ free, nó có dạng là một cái website. Các bạn chỉ cần lên trên đó gõ cái đường dẫn URL của cái trang web của mình, thì nó sẽ tự động kiểm tra xem cái website của mình nó có những cái link nào, và những cái link đó nó cái trạng thái của nó có bị broken hay không. Hai cái công cụ kế tiếp là cũng có một công cụ free là Free Link Checker, cũng như vậy. Hay cũng có công cụ commercial là công cụ thương mại Link Checker Pro. Công cụ thương mại là cứ cần phải trả phí nếu như chúng ta phải cái bản trai ô thì nó bị giới hạn cái chức năng. Ví dụ tôi giới thiệu xem cho các bạn sử dụng cái công cụ là Link Checker. Đây là cái công cụ trên cái nền là web. Các bạn vào cái địa chỉ như trên đây là validator.w3.org checklink ha. Thì các bạn sẽ thấy cái giao diện như thế này. Ở đây ví dụ như chúng ta muốn kiểm tra link cho cái trang web nào thì chúng ta có thể nhập cái đường dẫn URL ở trên đây và bấm check, thì nó sẽ tự động kiểm tra và nó thông báo cho chúng ta kết quả, ví dụ như danh sách những cái broken link, những cái link mà không có liên kết được, vân vân, không tìm thấy cái lỗi 404, không tìm thấy vân vân. Thì cái link này thì cái ưu điểm của nó là free. Tuy nhiên để sử dụng được nó thì chúng ta cần phải có môi trường internet, và cái website của chúng ta muốn kiểm tra thì cũng phải được triển khai trên môi trường internet. Ví dụ như đây là kết quả của những cái trang web mà bị redirect, có nghĩa là khi mình click vào cái trang web đó thì chức chất nó không có đi vào cái trang web đó mà nó lại đi chuyển chúng ta sang một cái trang web khác, thì nó sẽ liệt kê chúng ta những cái trang web như vậy. Kết quả những cái trang web mà bị trùng lắp hoặc là bị empty. Cái loại kiểm thử thứ hai cần phải kiểm thử cho một cái ứng dụng web, nó gọi là cái compatibility testing, là kiểm thử cái độ tương thích. Thì ở đây có nhiều loại tương thích. Cái thứ nhất là cái tương thích trình duyệt. Cái thứ hai là tương thích về hệ điều hành, tương thích thiết bị mobile và tương thích cái máy in. Thì tại sao lại có nhiều loại tương thích như vậy? Thì chúng ta biết được là cái trang web của chúng ta, người dùng muốn xem trang web của chúng ta thì người ta phải sử dụng trình duyệt để xem. Và trên thực tế, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại trình duyệt. Có trình duyệt IE, trình duyệt Netscape, Safari, Firefox, vân vân, Opera. Và sự khác biệt của mỗi trình duyệt đó là cái khả năng hiển thị của nó là khác nhau. Có một số trình duyệt thì có khả năng xử lý một số cái đoạn JavaScript nhất định, và một số có một những trình duyệt nó hỗ trợ cái CSS cũng ở cái version khác nhau. Và sự khác nhau đó của mỗi cái trình duyệt đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái website của chúng ta. Và sẽ đôi khi website cùng một cái site, nhưng khi tôi mở lên với cái trình duyệt Firefox thì trông nó sẽ khác
với trình web cùng website đó hiển thị trên một cái trình duyệt là trình duyệt IE. Hay do đó khi kiểm tra tag kiểm tra một cái ứng dụng web thì chúng ta cần phải quan tâm tới vấn đề trình duyệt. Thông thường thì người ta sẽ lựa chọn ra một số cái trình duyệt mà phổ biến, tức là theo khảo sát tôi nhận thấy là người dùng đa phần là sử dụng IE hoặc là Firefox hoặc là Chrome, thì chúng ta sẽ kiểm tra trên ba cái môi trường đó, trên ba cái trình duyệt đó, xem cái trang web của chúng ta có hiển thị đúng hay không. Thì nếu như trang web của chúng ta không hiển thị đúng trên ba cái trình, những cái trình duyệt khác nhau không thể hiển thị giống nhau á, thì cái cách giải quyết là developer có thể phải thiết kế lại, hoặc là developer phải ghi rõ cái đặc tả trong cái trang web của mình, ở cái phần footer có thể là ghi rõ một cái câu lưu ý cho cái người sử dụng biết là cái trang web của tôi chỉ hiển thị tốt trên cái trình duyệt gì đó và với độ phân giải là bao nhiêu, vân vân. Cái loại tương thích thứ hai là loại tương thích về hệ điều hành. Thì cũng giống như trình duyệt thì người dùng có sử dụng máy tính có nhiều loại hệ điều hành khác nhau, có thể sử dụng hệ điều hành Windows hoặc là Linux, và mỗi cái hệ điều hành khác nhau thì cái khả năng nó cũng khác. Sự tương thích về mặt thiết bị mobile cùng một website, tuy nhiên khi website đó hiển thị trên cái trình duyệt trên máy tính desktop, trên laptop thì nó sẽ khác với cái website hiển thị trên cái màn hình là mobile, ví dụ như iPhone hay là điện thoại di động thông minh, smartphone. Bởi vì cái màn hình của cái điện thoại di động thì thông thường nó nhỏ hơn cái màn hình của desktop hay là laptop hay của PC, và do đó mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem cái độ tương thích của nó như thế nào. Và phần cuối cùng thì thông thường mọi người rất ít quan tâm, nhưng nó cũng ảnh hưởng tương đối tới một cái website, đó là cái phần tương thích với máy in. Nên các bạn còn nhớ đấy, trong cái bài CSS á, khi mà chúng ta thực hiện cái phần layout thì nó có một cái phần đặt, có một cái thuộc tính trong cái embedding quy định cái phần media, xem là cái CSS đó nó hiển thị trên cái màn hình screen hay là cái printer hay là tất cả ha. Thì lúc đó tôi có giải thích cho các bạn biết là cái CSS đó, nó không có tương thích tới một số cái máy in, là khi hiển thị lên trình duyệt thì chúng ta thấy cái web hiển thị rất là đẹp, tuy nhiên khi in ra thì đôi khi nó bị bể thì đó là cái phần vật bằng máy in. Thì nếu như cái trang web của chúng ta được sử dụng layout bằng CSS tương đối nhiều hoặc là sử dụng những cái thẻ là table nhiều, thì chúng ta nên lưu ý quan tâm tới cái vấn đề này để xem mà khi chuyển qua cái máy in thì nó có bị ảnh hưởng hay không. Thì cái phần tương thích này nè, thì người tester, người test á, có thể làm bằng tay. Thế thì chúng ta thiết lập những cái môi trường tương ứng cần kiểm tra và kiểm tra xem hiển thị cái trang web của mình trên những cái môi trường đó. Và ngoài ra thì có một số công cụ cũng hỗ trợ chúng ta làm việc này. Cái công cụ free đó là cái thằng browsersource.org, và có công cụ thương mại như là Litmus App hay Browsercam. Thì ở đây tôi giới thiệu cho các bạn cái phần mềm free ha, cái browsersource.org. Đây là một cái phần mềm theo cái giao diện đó là cũng là của website. Thì cái trong cái website này nó cũng cho phép chúng ta nhập đường dẫn tới cái trang web mà chúng ta muốn kiểm tra. Cái phần bên dưới này nè, thì nó sẽ hiển thị chúng ta cái cấu hình mà chúng ta quan tâm khi kiểm tra. Ví dụ như là tôi muốn kiểm tra trên hệ điều hành Linux. Nếu người dùng sử dụng hệ là Linux, sử dụng cái những cái trình duyệt như Firefox tương tùy version ha. Nếu người dùng sử dụng hệ điều hành Windows, sử dụng những cái trình duyệt tương ứng hay dùng điều hành Mac. Tôi kiểm tra là tôi quan tâm tới cái kích thước của cái màn hình, như cái độ phân giải màn hình là 800x600 hay là 1024x768. Tôi quan tâm tới cái color depth là cái độ phân giải cái màu sắc của cái màn hình. Tôi có quan tâm tới là xử lý JavaScript hay là những cái Java, những cái applet nhúng trong cái ứng dụng web, hay là quan tâm tới vấn đề flash, thì chúng ta có thể check vào những cái lựa chọn này. Thì sau khi check vào những cái lựa chọn tương ứng như thế này, thì cái browsersource trên cái server của cái website browsersource này nó sẽ giả lập những cái người dùng tương ứng với tùy loại hệ điều hành và những hệ trình duyệt, và sẽ chạy những cái website của chúng ta trên những cái phần mà chúng ta đã được cấu hình. Sau đó nó sẽ kết quả thì nó sẽ trả về chúng ta những cái giao diện, những cái hình. Thực chất là những cái hình thôi,
màn hình chụp lại của những cái trang web của chúng ta khi sử dụng trên những cái cấu hình tương ứng. Ví dụ như đây tôi kiểm tra cái website là tuổitrẻ.com ha, và hiển thị trên hai cái trình duyệt là trên cái hệ điều hành là Windows trình duyệt IE 8 chấm và Firefox 3.0 trên cái hệ điều hành là Ubuntu là Linux. Thì kết quả thì nó sẽ chụp lại cái màn hình tương ứng và hiển thị trả về cho người dùng. Thì cái người tester khi kiểm tra thì người ta có thể xem hai cái hình này và so sánh xem là sự khác biệt của nó, đây hai cái hình có sự khác biệt, có sự chênh lệch khi mà hiển thị như thế nào, để đưa ra cái kết luận là cái trang web của chúng ta nó có độ tương thích ra sao. Cái loại kiểm thử kế tiếp khi mà kiểm thử ứng dụng web đó là cái functional testing, tức là kiểm tra chức năng, kiểm thử chức năng. Đây là cái kiểm thử chính quan trọng nhất trong bất kỳ một cái ứng dụng nào, không riêng gì ứng dụng web. Thì cái mục tiêu của cái kiểm thử này là xem thêm những cái chức năng của cái phần mềm nó thực hiện có đúng như mình mong muốn hay không. Tức là cái điều kiện đầu vào và kiểm tra xem cái điều kiện đầu ra nó có giống như cái mà mình mong muốn, expected hay không. Thì cái việc kiểm tra chức năng có thể là bằng tay hoặc là sử dụng công cụ hỗ trợ, hay thì có một số công cụ thương mại như là QuickTest Pro của HP, hay là một cái công cụ free Selenium. Đây là một cái best practice hiện nay đối với ứng dụng web, nó hỗ trợ chúng ta viết những cái test case, thiết kế những cái test case test cho ứng dụng web. Thì các bạn có thể lên trang này tham khảo. Bởi vì đặc trưng của một cái ứng dụng web á, là môi trường trên được triển khai trên môi trường internet và có khả năng hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng truy cập vào trong cái trang web đó, do đó cái phần kế tiếp khi chúng ta kiểm thử một cái ứng dụng web thì chúng ta phải nên quan tâm thêm vào vấn đề về hiệu năng hay hiệu quả thực thi của cái ứng dụng, là performance testing. Thì thông thường khi mà làm web, khi mà làm thực hiện xây dựng phát triển một cái ứng dụng web thì sẽ có những cái trường hợp xảy ra như sau. Thứ nhất, khách hàng thường mong muốn là tôi muốn xây dựng một cái website, một website đó có khả năng hỗ trợ 100.000 người cùng sử dụng đồng thời. Đó là yêu cầu của khách hàng. Đối với developer thì developer sẽ có hay có câu hỏi là tôi xây dựng website với cái công nghệ này thì nó sẽ hỗ trợ website của tôi khi triển khai trên môi trường thực tế có khả năng đáp ứng được bao nhiêu người đồng thời. Hay là người developer hay là cái đội ngũ phát triển sẽ có một cái câu hỏi thắc mắc là bây giờ nếu như khách hàng muốn website của khách hàng cần hỗ trợ đồng thời 100.000 người, vậy thì tôi cần có một cái website sử dụng cái công nghệ nào, và khi tôi đi thuê trên host trên server, tôi nên thuê một cái host nó có cái cấu hình ra sao để đáp ứng được cái yêu cầu đó của khách hàng. Đó là những cái câu hỏi thông thường mà người của bên phần khách hàng hay là cái đội ngũ phát triển web thường hay đặt ra. Thế nếu muốn được trả lời cái câu hỏi đó thì chúng ta cần phải thực hiện cái performance testing ha. Thì khi mà kiểm tra cái performance testing thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái thông tin sau, là cái thời gian phản hồi của website, cái tốc độ thực hiện của website. Khi chúng ta kiểm tra những cái thông tin đó thì chúng ta có thể phát hiện ra những cái vấn đề về bên phía server, như là ảnh hưởng bên cái băng thông, những cái khả năng xử lý của cái database có người dùng, nhiều người dùng, hay là chúng ta có thể xác định được là với cái phần mềm, những cái phần cứng hay phần mềm mà hiện có thì chúng ta đáp ứng được như thế nào. Thì cái performance testing á, nó thường kết hợp với lại hai loại, nó gọi là load test hoặc là stress test. Thì đầu tiên phân biệt load test. Load test là kiểm tra hệ thống hoặc thực thi trong điều kiện có nhiều người dùng cùng truy xuất đồng thời dưới nhiều điều kiện khác nhau. Thì thông thường load test này nó sẽ được thực hiện trong dưới một cái điều kiện là một điều kiện thông thường chấp nhận được, là hệ thống có khả năng chấp nhận được. Thì cái việc nhiều người cùng truy xuất đồng thời, cái điều kiện là như thế nào? Ví dụ như nhiều người cùng truy cập ha, hoặc là nhiều giao dịch cùng thực hiện cùng một lúc. Ví dụ như là nhiều người cùng vào mua một món hàng chẳng hạn ha, hoặc là xử lý file có dung lượng lớn
Nhưng đặc biệt đối với các website mà cho phép mà download hay upload phim hay là xem phim thì là chúng ta cần phải lưu tâm tới cái phần xử lý file ha. Hay là xử lý cùng lúc nhiều file, người dùng upload lên nhiều file cùng một lúc, cái file có dung lượng lớn. Thì mục đích của load test á, là sẽ kiểm tra cái hiệu năng, cái mức độ tin cậy và tính mở rộng của hệ thống trong cái điều kiện nhiều người sử dụng đồng thời đó. Và chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện các vấn đề về hiệu năng của hệ thống. Ở đây là một cái mô hình theo dạng load test mà gọi là queuing workload. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy trong cái mô hình này, cái màu xanh, đường màu xanh nó sẽ thể hiện là số lượng người dùng đang hiện đang sử dụng hệ thống. Cái đường theo cái trục ngang này là cái khoảng thời gian người dùng sử dụng. Transaction là người dùng đó thực hiện những cái giao tác ở trên cái hệ thống. Thì trong cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy là cái số lượng người dùng trong hệ thống của chúng ta thay đổi không theo một cái quy tắc là nó có thể gọi là random, chẳng hạn là ngẫu nhiên, để thể hiện giống như cái hiện đời thực là cái khiêu người dùng sử dụng hệ thống tăng giảm trong một cái khoảng thời gian nào đó và cái transaction cũng tăng giảm. Cái loại thứ hai là cái steady state workload. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập là cho phép nhiều người dùng, ví dụ như đây là 50 người dùng đồng thời và mang 50 người dùng này cùng sử dụng trong một khoảng thời gian và cùng cái loại giao tác như nhau để kiểm tra xem cái độ ổn định của cái hệ thống của chúng ta khi có nhiều người cùng truy cập, cùng xử lý một cái giao tác thì sẽ như thế nào. Khác với load test là stress test. Cái việc stress test á, là chúng ta sẽ kiểm tra dựa trên cái việc tăng liên tục cái mức độ chịu tải và cho đến khi hệ thống ngưng hoạt động. Cái nghĩa là sao? Bây giờ tôi sẽ giả lập hệ thống là cứ tăng cái số người dùng lên liên tục và tăng đến một lúc nào đó tới một cái ngưỡng hệ thống không thể chịu nổi nữa, hay thế là tới cái mức tới hạn của hệ thống, thì mới chúng ta sẽ xác định được cái ngưỡng tối đa mà hệ thống có thể đáp ứng. Thì stress test nó có là kiểm tra nhồi, kiểm tra tải á, chúng ta sẽ xác định được cái mức chịu tải tối đa. Load test thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái mức chịu tải của người dùng trong ở cái điều kiện thông thường bình thường. Chỉ cần nhiều người thôi, chúng ta kiểm tra xem cái hệ thống nó xử lý như thế nào, CPU, bộ nhớ hay là cái băng thông ra sao. Còn cái stress test chúng ta sẽ kiểm tra được cái độ tới hạn của cái hệ thống. Stability test là kiểm tra cái độ ổn định của hệ thống. Thì cái này cũng là một cái loại load test. Cái này chỉ khác có sự khác biệt là tôi sẽ kiểm tra trong cái điều kiện là cho hệ thống sử dụng nhiều người hay mà trong một cái khoảng thời gian tương đối dài, hay ví dụ như là một ngày, hai ngày hay là một tháng vân vân, là để kiểm tra những cái vấn đề gặp phải, có thể gặp phải khi mà hệ thống được sử dụng liên tục. Thì thông thường khi mà hệ thống sử dụng liên tục sẽ có thể gặp một số cái vấn đề như là memory leak, tức là thiếu bộ nhớ. Thế là cái việc người dùng sử dụng liên tục thì hệ thống có phải cấp phát bộ nhớ liên tục. Và nếu như người dùng không có thoát khỏi hệ thống thì đôi khi hệ thống nó không có giải phóng bộ nhớ sẽ dẫn tới là memory leak. Vậy thì load test và stress test á là phải khi kiểm tra hiển thử thì làm như thế nào? Hay thì chúng ta có 3 bước. Cái bước thứ nhất á, là chúng ta phải làm cách nào đó chúng ta giả lập được nhiều người dùng đồng thời hay truy cập vào ứng dụng dưới nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ như là truy cập cùng một lúc nhiều người, hay là cùng một lúc nhiều người trong một khoảng thời gian dài, hay là tăng liên tục đến tới cái mức độ chịu tải, stress test. Cái thứ hai, khi chúng ta đã giả lập được rồi á, thì chúng ta sẽ theo dõi xem với cái điều kiện trong điều kiện giả lập đó hệ thống của chúng ta hoạt động như thế nào và ghi nhận những cái thông số liên quan. Và cuối cùng thì chúng ta chỉ cần đánh giá cái kết quả sau khi chạy cái phần giả lập đó. Thì rõ ràng á là cái phần load test hay stress test hay performance testing này thì không thể nào kiểm tra, chúng ta không thể nào làm kiểm tra bằng thủ công được. Thế là nếu chúng ta muốn kiểm tra xem là 100 người hay 1.000 người đồng thời cùng truy cập hệ thống, chúng ta không thể nào huy động 100, 1.000 người cùng vào lúc đó vào hệ thống để kiểm tra. Thì chúng ta phải giả lập.
Thì để giả lập nó thì chúng ta có thể sử dụng những công cụ ha. Ở đây khi giả lập thì chúng ta sẽ thấy là cái môi trường thực tế giả lập nó rất là phức tạp. Các bạn sẽ thấy ở đây ví dụ như là cái môi trường trên thực tế, người dùng ha, những cái user có thể sử dụng mạng internet là mạng internet hay là mạng intranet ha. Cái server của chúng ta có thể được đặt nằm trong một hoặc là nhiều server, database server vân vân. Người dùng có thể sử dụng mạng khác nhau, sử dụng trình duyệt khác nhau ha, hay sử dụng cái phần cứng khác nhau, máy tính khác nhau. Và những cái thông tin này nó đều có ảnh hưởng tới cái việc kiểm thử cái performance của test. Thế thì để giả lập được cái môi trường này, chúng ta cần bắt buộc phải sử dụng cái công cụ hỗ trợ. Hay thì thông thường cái công cụ đó nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng ra những người dùng, người ta gọi là virtual user, cho người dùng ảo, sao cho cái giả lập nó giống như cái môi trường thực tế về hardware, về về băng thông, về về trình duyệt vân vân. Khi sau khi là chúng ta đã thiết lập được cái sự giả lập là nhiều người rồi ha, thì chúng ta sẽ theo dõi và ghi nhận những cái thông số liên quan. Thế thì chúng ta cần phải lưu ý những cái thông số nào? Thì ở đây có một số cái thông số cần phải lưu ý. Thứ nhất, cái thông số quan trọng nhất là cái số lượng người dùng hiện có, active user, tức là hiện thời đang có bao nhiêu người dùng cùng truy cập vào hệ thống. Những người năm nay sử dụng những cái giao tác gì ha, và những cái lỗi phát sinh nếu có, chúng ta sẽ ghi nhận, theo dõi và ghi nhận. Cái thông số thứ hai chúng ta có thể quan tâm, tức là cái thông số về chỉ số sức khỏe ha, như là cái độ đo sức khỏe. Thì độ đo sức khỏe nó được định nghĩa là trên cái độ sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ, hay cái độ phản hồi của hệ thống, của ứng dụng. Cái độ đo thứ ba là độ đo về mạng, hay liên quan về mạng, là chúng ta sẽ xem coi cái connection, cái liên kết, cái thời gian response hay cái băng thông. Cái độ đo về liên quan với web thì chúng ta có thể kiểm tra những cái thông tin về những cái trả về của cái response HTTP, thông tin về cookie hay và cái thông tin về trang. Thì ở đây cái độ đo về độ sử dụng CPU, có một cái ví dụ cho đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ kiểm tra cái độ đo này như thế nào. Thì cái độ đo sử dụng CPU hay gọi là processor utilization ha, độ sử dụng cái CPU được tính bằng cái thời gian CPU bận rộn trên cái thời gian observation. Có nghĩa là sao, giả sử tôi giả lập 100 người sử dụng đồng thời website trong cái thời gian là 5 phút. Và chúng ta sẽ đo xem là trong vòng 5 phút đó CPU xử lý mất bao nhiêu thời gian, tức là gọi là busy time. Và chúng ta chia cái hệ số, chia cái giá trị đó cho cái thời gian 5 phút của mình, thì chúng ta sẽ tính ra được một cái hệ số, nó gọi là cái hệ số sử dụng CPU. Thế thì cái người tester ha, thì phải định nghĩa xem coi là cái độ CPU, sử dụng CPU như thế nào là hợp lý. Ví dụ như nếu như cái độ đo này tính ra được giá trị là lớn hơn 90%, thì chúng ta có thể kết luận là cái ứng dụng của chúng ta xử lý gọi là nặng nề ha, và nó là không chấp nhận được. Nếu như nó CPU xử lý trong vòng là từ 70-90%, thì chúng ta có thể coi như là medium, hay là có thể chấp nhận được. Và nếu như nó nhỏ hơn 70% thì coi như là hoàn toàn đáp ứng. Tương tự với CPU thì chúng ta có thể đo được cái độ cái lượng memory, lượng bộ nhớ sử dụng khi mà người dùng, đồng thời nhiều người dùng sử dụng hệ thống. Hay thì cũng tương tự, cái độ sử dụng bộ nhớ sẽ được tính bằng cái bộ nhớ thực sự được sử dụng chia cho cái bộ nhớ hiện có. Ví dụ như tôi có cái bộ nhớ 1 RAM và 1 GB RAM ha, và khi nhiều người đồng thời cùng sử dụng hệ thống của tôi thì nó xài 500 MB chẳng hạn, thì tôi sẽ tính ra được cái lượng cái độ đo bộ nhớ là người dùng sử dụng bao nhiêu.
thì cũng tương tự như bên cái phần CPU, cái người tester cần phải định nghĩa như thế nào là cái memory xử lý hợp lý, sử dụng hợp lý. Hay thí ví dụ ở đây, giả sử như người dùng mà cái hệ thống của chúng ta xài trên 115% bộ nhớ thì chúng ta định nghĩa là không chấp nhận. Từ 100 đến 115 thì vẫn có thể cho phép, còn nhỏ hơn 100 thì coi như là hoàn toàn đáp ứng. Cái độ responsiveness là cái độ phản hồi của hệ thống, được tính bằng cái thời gian xử lý định nghĩa trên cái thời gian thực tế. Có nghĩa là sao? Tôi mong muốn là khi người dùng lên cái trang web của tôi và khi người dùng sử dụng một cái chức năng nào đó thì cái chức năng đó phải được xử lý trong vòng tối đa là 1 giây chẳng hạn. Và đó là cái execution time defined, là tôi định nghĩa là như vậy. Tuy nhiên thực tế khi người coi có nhiều người dùng cùng truy nhập đồng thời thì cái thời gian thực tế mà người dùng có thể nhận được cái kết quả là 2 giây. Và đó là after thì chúng ta sẽ tính ra được cái độ đo là responsiveness, cái độ phản hồi của hệ thống. Thì giả sử như đây tôi sẽ định nghĩa là nếu như lớn hơn 95%, cái responsiveness lớn hơn 95% thì là hoàn đáp ứng. Từ 90-90%, 95% thì là chấp nhận được. Và còn nếu như nhỏ hơn 90% thì là không chấp nhận. Cái nghĩa chúng ta sẽ mong muốn làm sao cho cái actual, cái giá trị thời gian thực tự này nó phải nhỏ hơn cái giá trị defined. Thì sau khi ghi nhận được những cái thông tin đó, những cái bước kế tiếp trong cái performance testing đó là chúng ta phải đánh giá kết quả. Thì đánh giá kết quả là dựa trên những cái kết quả về error, như hệ thống có phát những cái error nào, mối quan hệ giữa số lượng người dùng và cái thông số mà chúng ta đã ghi nhận được, ví dụ transaction throughput response time. Thì thông thường những cái công cụ mà hỗ trợ chúng ta thực hiện làm load hay perform testing thì nó sẽ chuyên tự động ghi nhận những cái thông số đó và nó trả về chúng ta một kết quả như dưới dạng một cái đồ thị. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồ thị kết quả khi mà kiểm tra performance testing của một website, nó gọi là positive, có nghĩa là cái kết quả dương tính, kết quả ổn, không có vấn đề gì đối với website. Thì ở đây các bạn lưu ý trong tại sao nó gọi là positive, sẽ có một số cái thông tin trên cái biểu đồ này chúng ta cần phải biết ha. Cái màu xanh dương, cái đường màu xanh dương này nó sẽ thể hiện là cái lượng người dùng active user hiện có trong hệ thống. Cái đường màu trục ngang là thể hiện cái khoảng thời gian mà người dùng sử dụng. Đây các bạn sẽ thấy là tôi sử dụng cái workload là tăng liên tục, nên có thể gọi là stress test đúng không nè. Cái đường màu kế tiếp là cái đường màu màu xanh lá cây, nó sẽ thể hiện là cái transaction, cái giao tác mà người dùng sử dụng cho hệ thống. Thì ở đây các bạn sẽ thấy khi có nhiều người truy cập vào hệ thống thì người dùng cũng sẽ sử dụng nhiều giao tác, nó cũng tăng dần đều lên. Cái màu tím nó gọi là concurrent connection, thế là các bạn biết là trong ứng dụng web á, cái người dùng khi mà người ta truy xuất vào trang web của chúng ta thì để truy xuất được thì bắt buộc người dùng phải thực hiện một cái thao tác là kết nối với server, nó gọi là cái thao tác TCP/IP connection. Đối với cái server thì cái đường màu tím này nó sẽ thể hiện cái connection đó. Thì chúng ta sẽ thấy càng người dùng càng truy cập nhiều hệ thống thì cái đường connection này cũng tăng, rất là bình thường. Cái màu xanh lá cây đậm nó gọi là request data, và cái màu cam nó là response data. Đó là khi người dùng truy cập sử dụng những cái chức năng trên hệ thống thì cái lượng request sẽ tăng và response tương ứng cũng sẽ tăng. Đó là positive. Một cái ví dụ khác gọi là server side bottleneck, bị hiện tượng thắt cổ chai bên phía server. Đây là cái đồ thị sau khi test kết một cái website, performance website thì thể hiện cả server side bottleneck. Thì tại sao chúng ta sẽ thử phân tích ha? Cũng giống như cái đồ thị trước ở đây, chúng ta sẽ thấy cái mô hình workload của chúng ta là tôi tăng số lượng người dùng lên, càng ngày càng tăng lên.
theo thời gian. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận thấy là khi số người dùng tăng lên thì ở cái thời điểm là hơn 10 giây hay các bạn sẽ thấy cái đường màu đỏ là bắt đầu có xuất hiện lỗi trong hệ thống. Tôi nhận thấy là cái số lượng transaction của người dùng tương ứng khi có lỗi thì ở tới thời gian bắt đầu cái đường này nó sẽ ngang ngang bằng. Cái lượng request response cũng thương không? Ở trên đây thì nó vẫn cũng tương tăng tới ngang bằng. Tuy nhiên thực tế cái đường quan trọng nhất chính là cái đường màu tím. À, nhắc lại cái đường màu tím là cái connection ha. Các bạn sẽ thấy là cái connection của chúng ta khi có nhiều người nó sẽ tăng lên. Cho tới điểm này nó cứ ngang. Tức là không, cho dù có nhiều người, tuy nhiên không cho phép những người đó kết nối vào trong hệ thống nữa. Như vậy rõ ràng cái hệ thống này nó gặp vấn đề là về phía server. Tức là server không cho phép người dùng kết nối vào trong hệ thống. Nó gọi là server side bottleneck. Một cái ví dụ khác gọi là network bottleneck. Ở đây các bạn sẽ thấy cũng tương tự, số lượng người dùng tăng lên ha. Có người dùng tăng thì cái connection màu tím cũng tăng. Tuy nhiên cái lượng request và response cũng như là transaction thì nó cứ là ở bên dưới. Điều này có nghĩa là sao? Có người dùng kết nối được vào trong hệ thống, tuy nhiên người dùng không thể nhận được request và response, tức là không request lên được và response không nhận được response trả về, hay nó là lỗi về băng thông, về đường truyền. Thì thông thường đi hệ thống kiểm tra thì hệ thống sẽ phát hiện những cái lỗi thì chúng ta sẽ biết được là cái lỗi nó nằm ở những cái vùng nào trong cái chức năng của cái ứng dụng. Thì có nhiều loại công cụ hỗ trợ cho chúng ta thực hiện cái performance testing ha, ví dụ như là cái web server thread, cái proxy sniffer, cái warp ha, hay là cái seal performer. Cái còn seal performer là cái công cụ thương mại. Đối với chúng ta sử dụng cái công cụ là Visual Studio .NET thì trong tích hợp trong cái Visual Studio .NET đó, nếu như các bạn cài cái phiên bản là Team Foundation Server thì nó cũng có hỗ trợ thêm cái chức năng là cho phép chúng ta kiểm tra performance load hay stress test đúng một cái website. Phần kế tiếp khi kiểm tra một ứng dụng web là chúng ta cần phải quan tâm đến là cái phần security testing, ta kiểm tra cái độ bảo mật. Thì cái bảo mật web á, khi kiểm tra thì chúng ta phải cần quan tâm những cái lỗ hổng bảo mật hiện có ha. Thì cái lỗ phổ biến hiện nay là cái SQL injection, XSS, cross-site scripting, hidden field ha, hay là weak password, là cái password mật khẩu yếu, hệ thống mật khẩu yếu là đa phước link. Thế thì trong cái qua cái bài kế tiếp và giới thiệu về những cái lỗ hổng bảo mật hay những cái kiểm bảo mật web thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn về những vấn đề này. Đây chúng ta là biết là chúng ta chỉ cần biết là trong khi kiểm thử web thì chúng ta cần nên quan tâm tới cái vấn đề là kiểm thử bảo mật. Và muốn kiểm thử bảo mật thì chúng ta phải cần biết những cái lỗi bảo mật phổ biến. Thì kiểm thử bảo mật thì cũng có một số công cụ hỗ trợ chúng ta kiểm. Như công cụ open source này, Mikto, Paros Proxy hay Acutis là mấy công cụ thương mại. Thì thông thường á, các công cụ này nó sẽ thực hiện như thế nào? Nó giống như một cái bộ máy scanner, hay nó sẽ duyệt qua cái website của chúng ta ha, và nó sẽ kiểm tra xem vào website của chúng ta nó có gặp những cái lỗ hổng bảo mật và những cái lỗi bảo mật mà phổ biến như bên này hay không, và nó sẽ xuất cho chúng ta một cái báo cáo tương ứng. Và phần cuối cùng là phần kiểm tra hồi quy. Kiểm tra hồi quy là gì? Ở đây sẽ hai phân biệt, có hai cái khái niệm trong kiểm tra, nó gọi là retest hay là regression test, kiểm tra lại hay là kiểm tra hồi quy. Thế thì khi mà xây dựng một cái ứng dụng hay một website á, thì sau khi chúng ta test xong thì đôi khi cái website chúng ta nhu cầu chúng ta cần phải chỉnh sửa. Giả sử như chúng ta test xong thấy lỗi thì chúng ta phải chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa xong á thì chúng ta phải thực hiện cái thao tác là test lại
để kiểm tra xem là cái việc chỉnh sửa của chúng ta rất có đảm bảo được là đã fix được cái lỗi đó hay chưa. Thì cái kiểm tra lại đó nó gọi là retest. Khác với retest nó gọi là regression test, là kiểm tra hồi quy. Nghĩa là sao? Nếu như ứng dụng hay phần mềm của chúng ta có một cái sự thay đổi nào đó, ví dụ như thay đổi về mặt chức năng, thay đổi về mặt yêu cầu, hay thậm chí là chỉnh sửa một cái gì, những cái fix một số cái bug trong cái lỗi đó, thì để đảm bảo là cái lỗi của chúng ta fix chạy đúng và cái việc fix lỗi đó không ảnh hưởng lên những cái chức năng khác, hay mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện cái thao tác là kiểm tra hồi quy lại những cái test case trước đó để đảm bảo là toàn bộ hệ thống chạy đúng. Thế là phần cuối cùng là cái phần tài liệu tham khảo. Thì ở đây á, tôi chỉ mới giới thiệu cho các bạn cái tổng quan về kiểm thử ứng dụng web. Chúng ta biết là trong ứng dụng, khi mà kiểm thử ứng dụng web thì chúng ta có một số cái loại kiểm thử cần quan tâm, bởi vì nó liên quan đặc trưng với ngôn ngữ ứng dụng web. Hay nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về cái lĩnh vực này, thì ở đây tôi giới thiệu cho các bạn hai cái phần tài liệu tham khảo. Cái liệu tham khảo thứ nhất là tổng quan về kiểm thử phần mềm. Các bạn có thể lên cái trang là guru99.com. Cái trang này nó liệt kê rất là nhiều những cái bài giảng bằng tiếng Anh ha, theo dạng là video hướng dẫn và giới thiệu liên quan tới về tổng quan về kiểm thử phần mềm nói chung. Nó có giới thiệu những cái chứng chỉ chúng ta cần nếu muốn chúng ta có thể thi. Hoặc là chúng ta giới thiệu như hỗ trợ chúng ta, giới thiệu chúng ta, hướng dẫn chúng ta sử dụng một số cái tool như là cái QuickTest Pro hay là Selenium. Cái tài liệu tham khảo thứ hai các bạn có thể xem là một cái textbook, một cuốn sách nó gọi là Testing Application on the Web của Hùng Quốc Nguyễn và một số tác giả liên quan viết. Thì cái bản cái cuốn sách này á, hiện tại đã được dịch sang tiếng Việt hay mà đã có bán ở các hiệu sách. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm kỹ hơn sâu và kiểm tra một cái ứng dụng trên cái nền web như thế nào, là các bạn có thể xem thêm trong cái cuốn sách này. Về tổng kết ha, trong cái bài này tôi đã giới thiệu cho các bạn sơ qua về khái niệm kiểm thử phần mềm. Chúng ta biết kiểm thử phần mềm là một cái quy trình kiểm tra một cái phần mềm, một cái ứng dụng, xem là cái phần mềm của chúng ta nó có giống như là mình mong muốn hay không. Và mục tiêu của nó là tìm lỗi. Và cái mục tiêu tìm lỗi đó thực chất là phục vụ cho việc là chúng ta đảm bảo cái phần mềm của chúng ta khi triển khai trong trên đường thực tế nó có chất lượng, nó uy tín, nó chính xác, nó có độ tin cậy cao. Chúng ta cũng đã phân biệt hai khái niệm là kiểm thử và debug, testing và debug. Sự khác nhau của hai khái niệm này, vấn đề cốt lõi nó nằm ở chỗ là sự xuất hiện của lỗi. Ở thời điểm debug, tôi đã có biết là chương trình có lỗi rồi, và chúng ta sẽ đi vào từng bước debug, chạy từng bước kiểm tra xem là thực chất lỗi nó nằm ở chỗ nào trong cái hệ thống, trong cái code. Khác với debug testing, tức là ở thời điểm tôi test, ở thời điểm tôi kiểm tra, tôi chưa biết phần mềm có lỗi hay không, mà tôi đi tìm nó. Chúng ta phân biệt được hai khái niệm là alpha test và beta test. Sự khác nhau của alpha test và beta test nằm ở chỗ là cái phần mềm mà chúng ta triển khai ra để cho người dùng, cho customer test, nó được đặt ở đâu. Ở alpha test thì cái phần mềm của chúng ta nó vẫn nằm ở phía developer side. Còn trong khi đó beta test thì sẽ triển khai thực tế trên môi trường thực tế. Chúng ta phân biệt hai cái khái niệm là QC và QA. Hay ở đây chúng ta sẽ nhớ cho chúng tôi là QC là tester. Thế là QC nó sẽ gắn liền với cái product kiểm tra, kiểm thử là tìm lỗi. Trong khi QA là quality assurance thì nó sẽ gắn liền với lại cái process. Thế là bảo đảm làm sao cho cái quá trình kiểm thử của chúng ta đạt hiệu quả. Khi kiểm tra một cái ứng dụng web, đặc trưng trên ứng dụng web, thì chúng ta có, khi kiểm tra chúng ta phải cần quan tâm đến một số các loại test sau. Thứ nhất là kiểm tra về phía giao diện, kiểm tra về thêm cái hiển thị, cái thành phần hiển thị layout, phông chữ, màu sắc, nội dung,
vân vân, hiệu ứng nó có đúng hay không, kiểm tra về link xem nó có broken link hay không, và kiểm tra về độ tự tương thích compatibility, hay mà tương thích trình duyệt, tương thích hệ điều hành, tương thích về thiết bị di động, hay là tương thích về máy in. Lại kiểm tra kế tiếp là functional testing, là kiểm tra chức năng. Đây là cái loại kiểm tra bắt buộc, chắc chắn là phải có trong bất kỳ một cái ứng dụng nào, không riêng những ứng dụng web. Ứng dụng web do đặc trưng là nó hỗ trợ đồng thời nhiều người, do đó chúng ta phải cần quan tâm tới cái phần là kiểm tra về hiệu năng, hay performance testing. Họ phân biệt hai khái niệm là load test và stress test. Load test là test kiểm tra trong điều kiện nhiều người sử dụng đồng thời, trong những cái điều kiện khác nhau, như là nhiều người, dung lượng file lớn, sử dụng thực hiện cùng một transaction cùng một lúc, vân vân. Stress test thì là kiểm tra xem xác định cái độ tới hạn của hệ thống, hệ thống có khả năng hỗ trợ tối đa là bao nhiêu người đồng thời. Do website thì cũng được sử dụng bởi đa nhiều người trên môi trường internet, do đó cái vấn đề security cũng là một vấn đề quan trọng ha. Thì cái phần security các bạn sẽ được học kỹ hơn trong cái bài kế tiếp. Và phần cuối cùng là cái regression test, chúng ta kiểm tra cái phần hồi quy. Ở đây phân biệt giùm tôi hai khái niệm là retest và regression, kiểm tra lại, kiểm tra hồi quy. Đó là kết thúc của cái bài hôm nay. Xin chào các bạn.